Ôi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rai Love Fitness. Đối với rất nhiều chị em phụ nữ và mình cũng có rất nhiều bạn bè ở độ tuổi trung niên từ 30 đến 50 tuổi trở lên và họ đang gặp phải vấn đề về sỏi thận. Ngoài trừ việc điều trị theo phác đồ điều trị của bác sĩ thì bản thân họ đang bị béo phì, đang bị thừa cân, dư cỡ từ 20kg đến 30kg mỡ vậy, và chiều cao bình quân là khoảng tầm 1m55 đến 1m60 nhưng mà nặng 70 thậm chí 75kg và đang dư 20kg mỡ. Và với những nhóm tuổi, nhóm khách hàng như vậy á thì họ sẽ rất khó để tập luyện những cái bài chạy nhảy như thế này, sẽ hay là nhảy trên mình chắc liên tục, thì các bạn sẽ dễ dàng hay gặp phải là các bạn bị xóm tiểu rất là khó chịu và các bạn sẽ không thể tập luyện được. Đây là nước lọc, và mỗi ngày các bạn hãy nhớ uống đủ và uống nhiều để cơ thể nó không bị lắng động những cái chất cặn bã nó lâu ngày tạo thành sỏi thận. Việc mà các bạn không uống nước lọc trong cỡ khoảng tầm 3 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, cứ cỡ khoảng 40 phút, 30 phút hãy uống một hớp nước lọc như thế này, nó sẽ giúp cho các bạn lọc bớt đi những cái chất cặn bã để hạn chế những vấn đề về sỏi thận. Nhớ nha. Tiếp đến một cái nguyên nhân nữa nó làm cho bạn dễ dàng bị sỏi thận hơn là do chúng ta đang ở vùng nhiệt đới. Ở vùng nhiệt đới, nhiệt độ trung bình và bình quân, ví dụ như là bình thường buổi trưa 10 giờ mình đi ra ngoài đường, cái nhiệt độ trên cái xe của mình đo được là khoảng tầm 35, có khi nó nhảy lên 40 độ C. Và trong cái môi trường mà bạn đi bên ngoài, cơ thể của bạn mất nước rất nhiều. Khi cơ thể bị mất nước, cơ thể của bạn, bạn lại không uống đủ nước và làm rối loạn cái chuyển hóa trong cơ thể của các bạn. Và khi bạn bị mất nước cũng không uống đủ nước, các chất cặn bã nó lắng động và bạn dễ dàng bị sỏi thận. Rồi, một nguyên nhân tiếp theo đó là đa phần chị em chúng ta ăn mặn nhiều quá. Khi các bạn ăn mặn nhiều quá, cơ thể của bạn nó tích nước. Mà nó tích nước nó làm cho cơ thể của bạn nó phì ra, nó làm cho cơ thể của bạn dễ dàng gặp phải những vấn đề về sỏi thận. Nên hãy tập thói quen nấu ăn nhẹ, nấu ăn là ít muối, ít mắm lại nha. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho chị em 5 bài tập, các bạn hãy nhẹ nhàng tập theo tôi, rất đơn giản. Những cái bài vận động thường xuyên nó sẽ giúp cho các bạn giảm cân, giảm mỡ dần dần. Tất nhiên là bạn sẽ phải tập từ nhẹ lên nặng theo một cái chương trình, một cái chuỗi bài tập. Nhưng đây là những cái 5 bài tập nhẹ nhất. Rồi, những bài tập này bạn tập luyện ở nhà và đôi khi là cũng không cần phải mang giày, vì đây là những bài tập dành cho các chị em gặp phải những vấn đề về sỏi thận do cơ thể của bạn sẽ không thể chạy nhảy được. Rồi, chuẩn bị vô nha. Bài đầu tiên đó là chạy hơi kéo đi bộ, đánh tay như thế này, hơi kéo gối lên một xíu, hít thở đều nha. Đó, mình đứng góc ngang cho các bạn xem. Hít thở đều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, rất là dễ đúng không? Rồi, đến bài số 2, các bạn hãy bước rộng chân ra hai bên, mở rộng chân, tay, rồi đưa ra, bắt đầu. Khi các bạn mở tay ra, các bạn nhớ xoay cái mũi bên chân ra, thì các bạn hơi ngồi nhẹ xuống một xíu. Một, lên, hít, xuống, hai, hít, ba, lên thở ra nha, mình nhằm lên thở ra, xuống hít vào, hít, lên thở ra, 4, 5, các bạn tập theo nha, 6, 7, tiếp tục nào, 8, tiếp tục, 9, 10, rất tốt. Rồi, đến với bài số 3, bình tĩnh nha, đứng nè, tay chống mèo, đá chân về trước, 1, nâng chân lên thôi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đi uống nước, đi lấy nước lọc uống. Rồi,
chúng ta sẽ tập tiếp bài số 4. Các bạn nhớ nha, các bạn cần phải bớt ăn mặn lại, các bạn cần phải uống đủ nước lọc trong ngày và các bạn cần giảm cân. Tại vì khi mà đa phần gần như 90% những ai mà thường cân béo phì họ rất dễ ăn nhiều đồ ăn, và nó hình thành cái thói quen và những đồ ăn trong đó mặn rất là nhiều, và khi mặn vô cơ thể của bạn dễ dàng bị sỏi thận, ăn nhiều như một đồ ăn những cái chất cặn bã nó lại dư nhiều, trong khi bạn uống ít nước lọc bạn rất khen dễ bị sỏi thận nữa. Rồi tiếp tục bài số 4, nhẹ nhàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bạn đã tập được 4 hiệp rồi, giữa mỗi hiệp hớp một chút xíu nước lọc. Đó, tôi đang hướng dẫn bạn là hãy uống nước lọc nhiều hơn, tập nhẹ nhàng đúng không? Tập rất nhẹ nhàng. Rồi đến bài 5 nè, mình hơi tăng tốc lên một xíu nha. 1, 2, nhịp nhàng chân bằng mũi chân. 3, 4, hít thở đều nha. 5, 6, 7, cố gắng lên. 8, tiếp tục. 9, tiếp tục. 10, 11, rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. 12, 13, khi bạn bị sỏi thận bạn hãy nhớ bạn tập thường xuyên nha. 14, 15, cố gắng lên. 16, 17, hít thở đều. 18, 19, 20. Rồi, vừa rồi 5 bài tập rất đơn giản dành riêng cho các chị em đang gặp phải những vấn đề sỏi thận, không chạy nhảy, tập nhẹ nhàng để mà bạn có thể dễ dàng bắt đầu và làm quen. Nhớ uống đủ nước lọc, hạn chế ăn mặn sẽ giúp bạn hạn chế và ngăn ngừa nhiều vấn đề về sỏi thận và giúp cơ thể của bạn phục hồi và trở nên khỏe mạnh hơn. Rồi, còn nếu mà bạn cần một cái chương trình giúp bạn thay đổi vóc dáng, giảm cân, thay đổi cái chỉ số sinh học của cơ thể của bạn để bạn không gặp phải những vấn đề về sức khỏe và sỏi thận nữa, thì cứ inbox fanpage đăng ký khoa học online của Random Finance. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Random Finance.